Thưa quý khán giả, những ngày qua, các tỉnh miền Tây có mưa dông vào chiều tối. Những trận mưa lớn không làm người dân miền Tây yên lòng bởi những dữ liệu có liên quan đều đưa dự báo về một mùa khô khốc liệt, một đợt hạn mặn kéo dài có thể xảy ra vào cuối năm nay. Rút kinh nghiệm các đợt hạn mặn lịch sử năm 2016 và 2020, thời điểm này, chính quyền và người dân miền Tây lên kế hoạch chủ động ứng phó. Đó là nội dung có trong chuyên đề hôm nay. Thưa quý khán giả, các tỉnh, thành phố và người dân vùng đồng bằng sông Cửu Long chuẩn bị vào cuộc đua để ứng phó với tình hình hạn hán mặn xâm nhập mùa khô 2023-2024. Đây là mùa khô được dự báo đến sớm và nghiêm trọng. Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, El Nino duy trì từ nay đến khoảng tháng 4 năm tới với xác suất khoảng 90-95%. Từ cuối tháng 10 năm 2023 đến tháng 3 năm sau, mực nước sông Mekong xuống dần, mặn xâm nhập ở đồng bằng sông Cửu Long ở mức độ sâu hơn, gây gắt hơn. Trong đó, vùng giữa đồng bằng sông Cửu Long bao gồm phần đất thuộc thành phố Cần Thơ, tỉnh Tiền Giang, Long An, Kiên Giang, Hậu Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long và vùng được kiểm soát mặn ở Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bến Tre. Các vùng gian sông Tiền, sông Hậu, tháng 2 năm sau nước mặn với nồng độ 4 gram trên lít có thể xâm nhập sâu 45-60 km. Trường hợp nếu lưu lượng vận hành xả nước bất thường có thể làm mặn vào sâu 50-65 km, làm ảnh hưởng đến việc lấy nước của các cống lấy nước. Vùng ven biển đồng bằng sông Cửu Long bao gồm các tỉnh Long An, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau và Kiên Giang có thể bị ảnh hưởng đến sản xuất cả mặn và ngọt. Mặn bất thường, hạn hán gây thiếu nước có thể xảy ra ở các vùng chưa hoàn chỉnh hệ thống kiểm soát mặn. Tháng 2 năm sau, mặn vào sâu 45-60 km. Từ tháng 3, mặn gia tăng chủ yếu ở khu vực sông Vàm Cỏ, có thể xâm nhập từ 65-75 km. Từ dự báo này, tiềm năng nguồn nước về đồng bằng sông Cửu Long trong mùa khô năm nay có thuận lợi hơn so với mùa khô 2015-2016 và 2019-2020. Tuy nhiên, do sự phụ thuộc vào vận hành thủy điện trên lưu vực, nguồn nước cho sản xuất mùa khô năm nay được dự báo là ở mức tương tự mùa khô 2020-2021. Nước mặn xâm nhập sâu bất thường vẫn có thể xảy ra bởi những biến động dòng chảy ở bất cứ thời gian nào do vận hành thủy điện. Trước dự báo này, các tỉnh, thành phố chủ động xây dựng giải pháp phòng chống hạn mặn phù hợp với điều kiện của vùng. Vụ lúa trong xuân 2023-2024, đồng bằng sông Cửu Long gieo sạ 1.470.000 ha, sản lượng ước đạt 10.600.000 tấn. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhận định có khoảng 108.000 ha sản xuất lúa tôm ở vùng bán đảo Cà Mau nguy cơ thiếu nước. Trong trường hợp mặn xâm nhập như mùa khô 2015-2016, có khoảng 60.000 ha lúa trong xuân, 43.000 ha cây ăn trái tại Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng bị thiệt hại. Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam nhận định, thời gian mặn xâm nhập ảnh hưởng đến việc lấy nước ở các công trình thủy lợi từ tháng 12 năm nay, tức là sớm hơn một tháng so với trung bình nhiều năm. Mùa mưa cũng được dự báo sẽ kết thúc sớm nên những vùng cây ăn trái của tỉnh Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Sóc Trăng cần tích trữ nước ngọt ngay từ đầu mùa khô. Ngay thời điểm này, nhiều nhà vườn tại huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre và huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang chuẩn bị các túi đựng nước để sẵn sàng cứu sầu riêng khi cần thiết. Tỉnh Bạc Liêu cũng sẵn sàng các kịch bản ứng phó. Nếu hạn hán mặn xâm nhập năm nay ít gay gắt thì kế hoạch sản xuất lúa thu đông là trên 43.000 ha, lúa tôm là hơn 46.000 ha, lúa đông xuân là 47.500 ha. Còn diễn biến gay gắt như mùa khô năm 2015-2016 sẽ giảm khoảng 2.900 ha lúa đông xuân ở các nơi có nguy cơ thiếu nước ngọt. Tại Sóc Trăng, tỉnh rà soát nạo vét hệ thống kênh thủy lợi, tận dụng hạ tầng sẵn có để trữ nước ngọt. Ngành nông nghiệp cũng khuyến cáo một số vùng ở các huyện Trần Đề, Kế Sách, Long Phú xuống giống lúa đông xuân sớm hơn mỗi năm nửa tháng. Nhận định hạn mặn diễn biến phức tạp, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi miền Nam lên kế hoạch vận hành diễn tập cụm cống cái lớn cái bé. Đây là công trình thủy lợi lớn nhất miền Tây với vốn đầu tư 3.300 tỷ đồng, có vai trò kiểm soát điều tiết nước cho gần 400.000 ha đất nông nghiệp vùng bán đảo Cà Mau.
diễn tập bao gồm vận hành tiêu nước điện, hỗ trợ giảm ngập úng hạ lưu trong trường hợp bất lợi. Chú trọng kiểm soát hệ thống đê bao và cống đập để chú trọng nguồn nước đảm bảo sản xuất nông nghiệp ở các tiểu vùng Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Kiên Giang. Mùa khô cách đây 7 năm, cơn hạn hán kéo dài khiến 600.000 cư dân miền Tây thiếu nước sinh hoạt và 160.000 hecta đất nhiễm mặn, thiệt hại hơn 5.500 tỷ đồng. Còn năm nay, hạn mặn lịch sử có nguy cơ lặp lại. Sự chủ động của chính quyền các tỉnh và cư dân có thể giảm thiệt hại. Tại tỉnh Hậu Giang, ngành nông nghiệp nhận định có hàng trăm hecta đất nông nghiệp bị ảnh hưởng bởi khô hạn và hàng chục ngàn hecta khác bị ảnh hưởng bởi mặn xâm nhập. Toàn tỉnh Hậu Giang có khoảng 28.000 đến 34.000 hecta đất sản xuất nông nghiệp có nguy cơ hạn ở huyện Phụng Hiệp, một phần của huyện Vị Thủy, huyện Châu Thành A và thành phố Ngã Bảy. Có khoảng 12.000 đến 16.000 hecta lúa đông xuân và vụ lúa hè thu có thể bị ảnh hưởng của mặn xâm nhập từ trừ biển Tây, tập trung ở huyện Long Mỹ, thị xã Long Mỹ, thành phố Vị Thanh, một phần của huyện Vị Thủy. Khoảng 18.500 hecta cây ăn trái có thể bị mặn tấn công từ trừ biển Đông, chủ yếu ở huyện Châu Thành, thành phố Ngã Bảy và một phần huyện Phụng Hiệp. Dùng có nguy cơ thiếu nước sinh hoạt là ở huyện Đông Mỹ, Vị Thủy, Phụng Hiệp, thị xã Long Mỹ và thành phố Vị Thanh. Chủ động trước tình hình hạn mặn, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh lập kế hoạch nâng cấp sửa chữa nhằm trữ nước ngọt trên đồng, ngăn nước mặn xâm nhập, bảo vệ tốt cho lúa đông xuân sắp tới. Xây dựng đập thời vụ, cải tiến đập kiên cố, khi độ mặn đạt mức 1,5 phần càn, đóng các cống không cho nước mặn lên đồng. Đối với vùng nguy cơ mặn, ngành nông nghiệp chủ động đào vét các tuyến kênh cấp 2, 3, lấy nội đồng là chính để trữ nước ngọt. Tình hình mặn xâm nhập ở đồng bằng sông Cửu Long phụ thuộc vào nguồn nước từ thượng nguồn sông Mekong, Triều Cường và còn biến động trong thời gian tới. Tại tỉnh Hậu Giang, mặn xâm nhập từ Biển Đông qua các trục kênh chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, ảnh hưởng đến thị xã Long Mỹ và một phần huyện Phụng Hiệp. Từ Biển Tây, theo sông Cái Lớn và sông Nước Trong, ảnh hưởng đến huyện Long Mỹ, một phần huyện Vị Thủy và thành phố Vị Thanh. Rút kinh nghiệm các đợt hạn mặn lịch sử ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất, người dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, chủ động ứng phó hạn mặn. Trận hạn mặn lịch sử mùa khô năm 2016 gây thiệt hại nặng cho ông Út Đặng và nhiều nông dân trong thị trấn. Trăn trở với chuyện sản xuất bấp bênh, ông tiên phong chuyển đổi cơ cấu cây trồng hướng tới tư duy sản xuất nông nghiệp theo hướng thuận thiên, bền vững. Từ nguồn kinh phí hỗ trợ cây giống của huyện, ông mạnh dạn cải tạo hơn 10 công đất khóm để trồng bưởi da xanh. Bằng sự quyết tâm và tiếp cận kỹ thuật trồng cây bài bản, ông Út Đặng ưu tiên sử dụng phân hữu cơ, thuốc sinh học thay cho phân hóa học để cải tạo đất. Ông còn đầu tư hệ thống tưới phun nhằm tiết kiệm nước trong mùa khô. Trên mặt liếp, ông luôn giữ cỏ để tạo hệ sinh thái tự nhiên. Bất lợi của đất phèn, nước mặn dần được khắc phục, vườn cây đơm bông kết trái. Là mình tiếp cận với nhà khoa học rồi mình làm vậy là mình thấy nó có hiệu quả, từng bước nó nâng lên, thấy rõ rệt. Cùng với việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đào mương tích trữ nước ngọt là kinh nghiệm của nông dân huyện Long Mỹ. Những cái mương đa năng đem lại thu nhập cho người dân. Nhiều gia đình chủ động đào mương cặp bên ruộng lúa, vườn cây để trữ trữ nước ngọt. Đây là nguồn dự phòng an toàn cho cây trồng trong tình huống nước mặn xâm nhập sâu vào kinh rạch nội đồng. Và chúng tôi cũng đang phối hợp với các địa phương, với người dân để làm sao nhân rộng, giúp cho người dân là đảm bảo được cái có nước ngọt, kể cả trong sinh hoạt, kể cả trong cái phục vụ sản xuất nông nghiệp. Thì các cái mô hình bao gồm là cái việc mà trữ nước ngọt ở trong các cái mương vườn, trữ nước ngọt trong các cái mương bao để làm sao nâng cao được cái giá trị gia tăng cho các cái sản phẩm nông sản của địa phương. Mô hình trữ nước ngọt trong dân, trong ao, về mương bằng cách là người dân là tự cải tạo, là trữ nước ngọt, về nước sinh hoạt. Ngay từ bây giờ thì dân cần phải theo dõi diễn biến tình hình xâm nhập mặn, đồng thời cũng tranh thủ dụng cụ chứa nước cũng như là mua dụng cụ chứa nước để trữ nước ngay từ bây giờ để đảm bảo cái lượng nước sinh hoạt của người dân trong mùa khô năm 2023-24. Về người dân cần phải tham gia cái bồi trúc đê bao cũng như là đóng các cống cá nhân bảo vệ cái vườn cây ăn trái cũng như là diện tích nuôi trồng thủy sản.
sự chủ động ứng phó của chính quyền và người dân là cách tốt nhất để giảm thiệt hại do thiên tai gây ra. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hậu Giang chỉ đạo Chi cục Thủy lợi tỉnh phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phòng Kinh tế huyện, thị xã, thành phố khảo sát, cập nhật số liệu diện tích bị hạn, thực hiện xây dựng các công trình chủ động chống hạn mặn, khảo sát thực địa, xác định các công trình bức xúc để nạo vét kênh mương tạo nguồn và nội đồng, nâng cấp hệ thống đê bao trữ nước trong kênh nội đồng. Những nơi không có công trình cống bọng phải đắp đập thời vụ để trữ nước, khắc phục tình trạng thiếu nước cho sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của nông dân đối với những vùng bị hạn gay gắt. Thành phố Vị Thanh chịu ảnh hưởng bởi mặn từ biển Tây theo sông Cái Lớn. Những ngày qua, ngành chức năng triển khai kế hoạch vận hành đóng mở hệ thống cống và đập thời vụ 2023-2024 đến từng phường xã, quan trắc mặn theo hướng dẫn của Chi cục Thủy lợi. Công tác quan trắc mặn hàng ngày trên địa bàn xã Quá Tiến và Tân Tiến bằng hệ thống quan trắc tự động và máy đo mặn cầm tay, hướng dẫn người dân chủ động triển khai các biện pháp cấp bách như tu bổ bờ bao, nạo vét kênh mương nội đồng, lựa chọn thời điểm thích hợp để tích nước vào kênh mương, chủ động bơm tưới tiêu phù hợp cho từng loại cây trồng trong mùa khô hạn, mặn xâm nhập. Nắng hạn, mặn xâm nhập và những tác động của thời tiết ngày càng ảnh hưởng rõ nét tới đời sống sản xuất. Người dân Hậu Giang đang biến nguy thành cơ, thích ứng an toàn, linh hoạt, từ khát vọng làm giàu bằng các mô hình sáng tạo hiệu quả. Chủ đề phòng chống thiên tai đến đây là hết. Chân thành cảm ơn Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang phối hợp cùng chúng tôi thực hiện chương trình. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.